and I think that we will have a lot of things to fight in the future. Chào chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, xin được chào mừng chị đến với cuộc phỏng vấn của Dân Làm Báo hôm nay. Lời đầu tiên, xin chị cho biết tình hình sức khỏe của chị hiện nay ra sao, thưa chị. Xin chào Dân Làm Báo. Hiện tại thì sức khỏe của tôi cũng không có được tốt lắm. Hôm qua tôi có một cái cuộc kiểm tra mắt thì hiện tại là mắt trái của tôi không có nhìn không được, nhìn không thấy. Các bác sĩ có nói là có thể là do tôi bị giam giữ trong điều kiện thiếu ánh sáng quá lâu và cái tình trạng ăn uống không có đủ chất dinh dưỡng nó sẽ dẫn đến cái tình trạng như vậy. Sắp tới thì tôi còn phải làm một số các cái kiểm tra về máu và sức khỏe toàn diện nữa. Hiện tại thì tôi nghĩ là cái cảm giác vui mừng được tự do thì nó cũng phần nào giảm bớt hết các cái mệt mỏi sau khi bị phải đi một chặng đường dài đến đây. Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo, xin chị có thể chia sẻ lại cảm xúc của chị khi mà bị tống xuất khỏi Việt Nam và được cùng gia đình đoàn tụ trên máy bay sau nhiều năm xa cách, thưa chị. Có lẽ là suốt cuộc đời của Quỳnh không bao giờ Quỳnh quên được cái cảm giác mà khi lần đầu tiên gặp lại gia đình sau hơn 2 năm xa cách. Bên phía công an họ viện lý do an ninh cho nên đến sát giờ bay thì Quỳnh mới là cái hành khách cuối cùng để lên máy bay. Và vì chờ đợi quá lâu cho nên cậu con trai nhỏ Quỳnh lần đầu tiên gặp lại Quỳnh, cậu ấy đã ôm chầm lấy mình, sau đó là rờ vào mặt mẹ rồi hỏi mẹ thiệt không, kiểu giống như là với cậu thì mấy cái cậu con trai nhỏ của tôi thì nói là cái giấc mơ mà nó đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm thì bây giờ nó thành hiện thực, đến nỗi mà một đứa trẻ như vậy nó không dám tin đó là sự thật. Thì còn bé Nấm thì nó chững chạc hơn, cho nên khi nhìn sâu vào mắt con cái mình, nhìn vào mắt mẹ thì Quỳnh biết rằng là họ mới chính là những người phải chịu đựng sự tổn thất về tinh thần lớn hơn rất nhiều. Bởi vì trong suốt thời gian bị giam giữ là Quỳnh không muốn nhớ đến gia đình. Mỗi lúc mà bắt đầu nhớ đến gia đình là Quỳnh dừng ngay, tìm cách để chơi, tìm cách để vui, tìm cách để giải tỏa, không muốn nghĩ đến gia đình. Vì thực sự là mình không biết, lúc đó mình không biết chuyện gì nó diễn ra bên ngoài. Cho nên cái cảm xúc đầu tiên khi gặp gia đình nó rất là khó diễn tả, vừa vui nhưng mà vừa đau đớn, vừa xót xa, nó rất là khó để diễn tả cái cảm giác đó. Quỳnh bị bắt vào ngày 10 tháng 10 năm 2016, là còn hơn nửa tháng nữa đến sinh nhật của Nấm. Thì năm đó là một năm rất là quan trọng với Nấm, vì năm đó là năm Nấm 10 tuổi. Ở nhà Quỳnh cùng anh chị em họ đã chuẩn bị hết sinh nhật cho con một cách nó đặc biệt một chút để con có cái sinh nhật đáng nhớ. Cho nên cái thời điểm mà bị bắt tại trại tạm giam công an tỉnh Khánh Hòa mà đưa về tới công an tỉnh, rồi trong cái đoạn đường mà từ công an tỉnh về nhà xét nhà rồi quay ngược lại để kiểm tra toàn bộ đồ đạc, thì trong đầu chỉ nghĩ một điều: ôi sắp tới mình phải làm sao với Nấm đây? Vì Nấm chịu nhiều tổn thương, là năm 2009 là Nấm đã cũng phải xa mẹ một lần rồi. Và lúc đó thực sự không nghĩ gì đến phong trào, không nghĩ gì đến những hiểm nguy sắp tới, mà chỉ cảm thấy rằng là người mà mình có lỗi nhất lúc này là con mình. Thì sau khoảng một tuần bị chuyển sang trại giam ở công an huyện Cam Lâm thì Quỳnh mới nói với công an rằng là tôi muốn viết thư về cho con tôi có được không. Thì họ xin ý kiến lãnh đạo xong xuôi rồi họ mới đưa cho mình một tờ giấy và một cây viết để viết. Thì thật sự lúc đó mình cũng ý thức được rằng là Quỳnh ý thức được rằng là những cái gì mình viết ra lúc này là, một là công an họ sẽ khai thác, hai là mình cũng không thể nói được hết cái tâm tư của mình đâu, nên Quỳnh chỉ định viết vài dòng cho Nấm nó yên tâm. Quỳnh vẫn nhớ là trong cái lá thư đó Quỳnh có viết là
ở quận chút lắm có một cái sinh nhật trọn vẹn, và quận có viết một câu là lắm là một cô bé rất là can đảm, cho nên là mẹ mong con tha lỗi cho mẹ và mong con cùng bà chuẩn bị sinh nhật cho em. Thì khi mà mình viết cái thư đó, thực sự lúc đó bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu cố gắng giữ bình tĩnh, can đảm của mình lúc đó là nó vỡ hòa hết. Và lúc đó mọi cái cuộc hỏi cung thì là đều bị quay hình và ghi hình lại hết. Thì trước đó thì mình nghĩ là mình sẽ giữ bình tĩnh, mình sẽ can đảm, mình sẽ gan dạ, rồi mình sẽ không thế này không thế kia. Nhưng mà cái lúc viết thư cho nắm, thực sự đến giờ vẫn còn nhớ cái cảnh đó, vừa khóc sụt sùi, vừa tức là bạn nếu mà có ghi hình lại thì có thể đó sẽ là cái nếu mà với cái những cái xuyên tạc thì có thể là đang ăn năn hoặc là đang khóc nhận lỗi, sau này mình mới nhận ra là lúc đó bao nhiêu cố gắng của mình khi nghĩ về con nó lo sợ hết, thì nó vỡ hết, nó vỡ hòa hết. Rồi cái thời gian đầu bị tạm giam thì thực sự nó rất là khó khăn. Ở cái trại giam công an huyện thì điều chỉ không có nhiều phụ nữ, cho nên điều kiện dành cho phạm nhân nữ nó rất là hạn chế. Quỳnh không được mà không có điều kiện để mua băng vệ sinh. Rồi lúc đó mình tâm thần mình rối loạn, thì những đường mình, cái điều kiện mình cần đường để mình nâng lên, mình bị tụt huyết áp thì mình cần nâng đường lên, thì muốn mua họ cũng muốn mua thì cũng phải rất là khó khăn mới mua được. Rồi sau này mình mới biết là ở trong trại giam thì tù nhân phải trả gấp 4, gấp 5 lần để mua một cái thứ hàng hóa mà nó rẻ tiền so với ngoài xã hội. Đặc biệt là sau khoảng 7 tháng bị tạm giam ở công an huyện Cam Lâm về lại công an tỉnh, thì thực sự cái điều kiện tạm giam ở công an tỉnh mọi người không thể tưởng tượng được là nó rất khắc nghiệt. Vì trong một cái gian phòng cỡ 9 mét vuông thì nó dành cho khoảng từ 2 đến 4 người, thì nó chỉ có 3 cái ô thông gió nhỏ, mà cửa thì đóng suốt ngày, không khí nó rất là nghẹt thở. Và nói chung là con người ta nếu không giữ được tinh thần, không giữ được những cái, không có niềm tin, đặc biệt là không có đức tin, thì sẽ rất là khó tồn tại trong hoàn cảnh đó. Cho nên Quỳnh nghĩ không chỉ Quỳnh mà tất cả những anh chị em tù nhân khác, đặc biệt là các tù nhân chính trị, thì phải chịu rất nhiều tổn thương và chịu và bị nặng nề về tâm lý, đặc biệt là trong thời gian đầu. Nhất là đối với những người nếu không được gia đình thăm gặp hoặc là không có sự quan tâm phía bên ngoài, thì Quỳnh nghĩ sẽ rất là khó để vượt qua cái giai đoạn đó. Dạ vâng, trong thời gian mà chị ở tù đó, thì mẹ ruột của chị, tức là bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, chính là người đã tranh đấu mạnh mẽ nhất để đòi tự do cho chị. Thì qua đây, chị có điều gì muốn chia sẻ về người mẹ ruột của mình, thưa chị? Quỳnh chưa bao giờ nghĩ rằng là người vận động mạnh mẽ nhất cho mình lại là mẹ mình. Bởi vì trong suốt các cái quá trình hoạt động thì mẹ chỉ là người bên cạnh giúp chăm sóc con cái những lúc Quỳnh vắng nhà hoặc bận các hoạt động với anh chị em khác. Và mẹ thật sự là bây giờ Quỳnh mới hiểu là với nỗi lo của một người mẹ thì mẹ Quỳnh không muốn Quỳnh dấn thân. Nhưng sau rất là nhiều tháng bị bắt thì cái Quỳnh vẫn còn nhớ cái cuộc gặp đầu tiên. Lúc gặp mẹ thì Quỳnh chỉ muốn nói là tại vì không thể nghĩ được là mẹ mình lại già nhanh như vậy. Mẹ hốc hác mà tóc bạc, nhìn không có nhận ra. Thì Quỳnh chỉ có nói là mẹ ơi, con muốn xin lỗi mẹ. Thì mẹ chỉ nói là mẹ Quỳnh nói là con ơi, con không phải xin lỗi mẹ, và mọi người rất là tự hào về con. Và ngay lúc đó thì cái cuộc gặp nó bị hạn chế, vì ngay khi mà bước chân vào, nhìn dáng của mẹ Quỳnh quay lưng ra đi về, thì Quỳnh biết rằng là cả Quỳnh hay là mẹ Quỳnh trong thời gian đi tù thì
đều phải kìm nén cảm xúc và cố gắng giữ bình tĩnh rất là nhiều. Mẹ thì không muốn con biết là mẹ buồn lo, còn con ở trong tù thì cũng không muốn mẹ biết là con khổ hoặc là thiếu thốn vì sợ mẹ lo. Cho đến khi mà Quỳnh thấy mẹ Quỳnh bằng mọi giá mặc vào trại giam cho Quỳnh thấy cái áo mà anh chị em ở ngoài đã in để vận động cho Quỳnh đó, thì lúc đó Quỳnh biết là mẹ Quỳnh đã bằng mọi cách biết cách luồn lách, biết có kinh nghiệm đấu tranh để trở thành một trong những người đấu tranh thực sự cho tự do của Quỳnh. Thực sự là Quỳnh rất rất biết ơn và cũng rất tự hào vì mình đã có một người mẹ như vậy. Dạ vâng, những nỗ lực của mẹ chị đã góp phần đánh động dư luận ở Việt Nam cũng như ở quốc tế. Và thành quả là chị cũng đã được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh là một trong những phụ nữ can đảm của thế giới. Thì nhân đây cũng xin được hỏi chị là khi mà còn ở trong tù đó, thì bằng một cách thức nào đó chị có thể biết được thông tin này hay không, thưa chị? Vâng, Quỳnh không được biết thông tin mình nhận giải thưởng một trong những phụ nữ can đảm của Hoa Kỳ trao tặng. Vì Quỳnh nhớ không lầm là khoảng tháng 3 năm 2018 thì điều tra viên Phan Bình Dương có thông báo với Quỳnh rằng ông Donald Trump đã là tổng thống của nước Mỹ và họ còn đọc cho Quỳnh nghe cái bản diễn văn nhậm chức của ông Trump và họ nhấn mạnh với Quỳnh rằng là đó, thấy chưa, cái ý của họ là em có thấy không, bây giờ ông Trump lên làm tổng thống, ổng chỉ quan tâm đến lợi ích của nước Mỹ thôi, ổng xây tường ở biên giới Mexico rồi các kiểu. Và họ nhấn mạnh là ông Trump có nói một câu là chúng ta đã quan tâm, chúng ta đã đem giá trị của Mỹ áp đặt cho các nước khác, bây giờ chúng ta chỉ nên quan tâm tới nước Mỹ thôi. Họ vin vào cái câu trong bài diễn văn đó để họ nhấn mạnh với Quỳnh rằng là nước Mỹ không có quan tâm đến nhân quyền nữa đâu, họ sẽ không lên, không có ai lên tiếng đâu, bạn bè bỏ rơi rồi. Thì cái chuyện đó nó cũng không tác động đến suy nghĩ của Quỳnh cho đến tháng 6 trước phiên tòa vài ngày Quỳnh được gặp luật sư, thì người đầu tiên thông báo cho Quỳnh cái giải thưởng đó là luật sư Võ An Đôn. Quỳnh nhớ rất rõ vì Quỳnh có nói với An Đôn là điều tra viên nói với em là nước Mỹ không quan tâm đến nhân quyền, em cũng muốn nói là em làm những việc này không phải để nước Mỹ quan tâm, em làm vì em muốn thôi. Thì anh luật sư Đôn ảnh mới không kiềm chế được, ảnh mới nói là em ơi, em đừng tin họ, bởi vì em vừa nhận được một cái giải thưởng mà do phu nhân đệ nhất phu nhân của nước Mỹ trao tặng. Vừa nói tới đó thì bị cắt ngang cuộc gặp, thì không được nói về, không được trao đổi về nội dung đó nữa. Nhưng mà cái thông tin nó đã đến với Quỳnh trong tù bằng cái cách như vậy. Và thực sự khi mà mình nhận được thông tin đó thì mình biết rằng là bạn bè, anh chị em mình đã cố gắng, đã vận động cho mình hết sức và đã rất nỗ lực trao tặng cho mình cái vinh dự này. Trong cái lá thư tay vừa được phổ biến sau khi tới Mỹ đó, thì chị có viết rằng chị ở tù chung với cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn, là một nữ tù nhân lương tâm, ít được dư luận biết tới. Thì nhân đây, xin chị chia sẻ đôi chút về người bạn tù này, thưa chị. Với Quỳnh, Mẫn là một người hết sức gan dạ và can đảm. Từ đầu đến cuối, Mẫn chưa bao giờ có một lần nào cúi đầu hay khuất phục. Và nếu mà Quỳnh không bị đưa đến trại giam số 5 Thanh Hóa thì Quỳnh cũng sẽ không bao giờ biết được rằng là Mẫn đã phải sống rất là khổ sở trong suốt một thời gian dài, bị cách ly với các tù nhân khác, chịu những cái trò xấu, trò vặt, rồi chịu cái sự đả của về mặt tinh thần của công an nó rất là nặng nề ở trong tù. Mẫn là một người chan hòa và sẵn sàng chia sẻ với Quỳnh tất cả những gì mà Mẫn có. Quỳnh có nói với Mẫn không biết tương lai thì sẽ ra sao, nhưng mà những tháng ngày sống với nhau ở đây thì Quỳnh luôn xem Mẫn là em gái. Mẫn cũng biết là Quỳnh thương Mẫn,
Và Quỳnh có nói với Mẫn là lúc đó Quỳnh không biết là Quỳnh sẽ về trước Mẫn. Quỳnh có nói với Mẫn là cho dù như thế nào, khi mà ra tù thì như thế nào, hai chị em thường trao đổi với nhau khi ra tù thì như thế nào. Thì hai đứa nhìn nhau lúc nào cũng cười hết, và Mẫn lúc nào cũng nói là chắc chắn là cũng sẽ như cũ thôi chị ơi, vì cả chị hay cả em thì cũng đều không bỏ được cái đường và cũng không bỏ được cái điều mình muốn. Mẫn thật sự là một người, Mẫn nhỏ con thôi, Mẫn là một người thấp nhỏ nhưng mà Mẫn thật sự rất kiên cường, là một trong những người mà Quỳnh nghĩ là mình cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Khi được đặt chân đến nước Mỹ cùng với gia đình của chị đó, và sau đó là được đồng bào ra tận sân bay đón tiếp rất là nồng ấm, thì cái cảm giác đầu tiên của chị là gì thưa chị? Khi mà nhận được thông báo là còn vài phút nữa là máy bay sẽ hạ cánh, thì Quỳnh cảm giác trong lòng lúc đó là vui. Vui vì các con mình sẽ có một cái cuộc đời mới. Với cái lúc đó nó có nhiều suy nghĩ lẫn lộn đó. Là mẹ thì cảm thấy là vui vì con mình nó có điều kiện tiếp cận với giáo dục, với một cái đất nước văn minh thì nó vui. Nhưng mà nghĩ về bản thân mình, đặc biệt là nghĩ về những cái gì còn bỏ lại sau lưng, nghĩ về cái việc mình phải đi, rồi nghĩ về cái những nghĩ lại hết. Thật sự lúc mà vừa máy bay sắp hạ cánh thì nghĩ về Việt Nam nhiều hơn là nghĩ về đất Mỹ. Thì nghĩ đến cái đoạn đường đã di chuyển, nghĩ đến cái cách mà công an họ đối xử với mình, rồi nghĩ đến cảnh mà đại diện của đại sứ quán chào đón ở cái điểm dừng là ở Đài Loan, và cái sự chăm sóc chu đáo trên suốt cái chuyến bay, thì giống như là mình bị đặt vào giữa hai thế giới. Giữa hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Một bên thì họ tôn trọng những cái nỗ lực của mình, còn một bên thì họ luôn muốn chèn ép và đàn áp mình. Thì những cái thông tin Quỳnh nhận ở trong tù nó không có đủ cho Quỳnh thấy rằng là Quỳnh được trân trọng bên ngoài. Cho đến khi mà đặt xuống ra là nhìn thấy rất là nhiều người đứng đón đợi mình, mặc dù là cái thông tin đi thì đến gần khúc cuối mới biết, thì mình mới biết rằng là với cái tình cảm thương yêu của đồng bào ở ngoài này, đặc biệt là cộng đồng Houston, thì mình biết rằng là mình không hề cô đơn một chút xíu nào hết. Nhưng cũng lo lắng vì khi mà đặt chân đến đất nước tự do như vậy, có đầy đủ các quyền tự do, thì mình không biết là mình còn giữ được cái mình sẽ như thế nào trong cái thời gian sự tự do này. Nó có làm cho mình thay đổi không? Nó có làm cho mình đánh mất những cái quyết tâm, những cái nung nấu trong lòng mình không? Rồi mình có bị sa ngã hay không? Thật sự là vui cho gia đình nhưng mà lo lắng cho bản thân rất là nhiều. Khi mà đã có thời gian trao đổi thêm với mẹ Quỳnh thì Quỳnh mới được biết là đã có rất là nhiều người yêu thương và quan tâm đến Quỳnh trong thời gian qua. Qua đây thì Quỳnh cũng muốn đặc biệt cảm ơn đến em Trịnh Kim Tiến, một người em đã luôn bên cạnh động viên mẹ của chị và an ủi nắm cái gấu khi chị không có nhà. Thật sự là những gì Tiến làm cho chị thì có lẽ nó thành một cái ân tình mà cả đời này sẽ không bao giờ trả hết được. Cảm ơn tất cả các anh chị em trong mạng lưới blogger như chị Phạm Thanh Nghiên, em Nguyễn Hoàng Vi, em Dương Đại Triều Lâm và rất là nhiều thành viên mạng lưới khác. Xin cảm ơn cả luật sư Võ An Đôn, người đã chịu nhiều thiệt thòi sau khi nhận cái bào chữa cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Cảm ơn luật sư Nguyễn Khả Thành vì chú đã luôn yêu thương và bên cạnh con. Cảm ơn luật sư Nguyễn Hà Luân, luật sư Lê Văn Luân và luật sư Hà Huy Sơn đã nỗ lực bào chữa cho Quỳnh trong hai phiên tòa. Quỳnh xin cảm ơn anh Trịnh Hội, với tình cảm của một người anh, một người bạn đã luôn dùng hết sức của mình cùng với Voice hỗ trợ cho bạn Clay Phạm làm bộ phim Mẹ Vắng Nhà và vận động cho Quỳnh. Cảm ơn chú Vũ Quốc Dụng đã bên cạnh mẹ con cùng gia đình trong quá trình vận động rất là nhiều.
Xin được cảm ơn sự cái tình cảm và sự quan tâm của những anh em hoạt động trong nước như chị Phạm Đoan Trang, em Nguyễn Anh Tuấn, và thực sự có rất là nhiều người khác mà Quỳnh biết là mình không thể nhớ đầy đủ hết tên trong lúc này. Cảm ơn vì mọi người đã lên tiếng, đã tham dự phiên tòa của Quỳnh và đã hỗ trợ mẹ Quỳnh trong suốt quá trình thăm Quỳnh ở Thanh Hóa. Ngoài ra Quỳnh cũng muốn xin cảm ơn cộng đồng người Việt bên ngoài, cảm ơn những cái hoạt động tổ chức như là đêm nhạc, đấu giá tranh của nhiều nhóm, nhiều hội đoàn. Anh em trong và ngoài nước đã hỗ trợ cho gia đình của Quỳnh trong lúc khó khăn. Quỳnh cũng xin cảm ơn các tổ chức như Veto, Voice, Hội Phụ Nữ Việt Nam, Đài SBTN, Quỹ Nguyễn Thái Học, Hội Phụ Nữ Âu Cơ, Nhóm Thanh Niên Vì Nhân Quyền của Thụy Điển, Nhóm Nhạc Hương Ca ở Đức. Quỳnh biết là mình không thể nào kể hết tên những người đã yêu thương và quan tâm đến mình, nên là Quỳnh mong mọi người sẽ vui lòng bỏ qua nếu Quỳnh có thiếu sót. Dạ vâng, về những dự định sắp tới, chị có điều gì muốn chia sẻ hay không ạ? Quỳnh nghĩ là mình đã xa nhà, xa con cũng lâu rồi, cho nên trước mắt Quỳnh sẽ, với vai trò là một người mẹ, một người con trong gia đình, thì Quỳnh sẽ ưu tiên thời gian dành cho các con và mẹ Quỳnh trước hết, để tất cả cùng ổn định tâm lý, cùng phục hồi sức khỏe, vì phải thay đổi điều kiện sống và mình bắt kịp với cái nhịp sống bên này trước. Và về cá nhân Quỳnh, trong vai trò là một người tranh đấu vừa được tự do, thì Quỳnh nghĩ Quỳnh sẽ tiếp tục vận động, tranh đấu cùng các chị em khác. Đặc biệt là vì sau khi Quỳnh ra khỏi nhà tù, Quỳnh mới biết được rằng là có rất là nhiều người bị bắt giam sau mình, và anh chị em sau này bị bắt giam thì bị kết án hết sức là nặng nề. Đặc biệt trong đó có chị Trần Thị Nga, cũng còn có con nhỏ như Quỳnh. Nên Quỳnh nghĩ trước mắt, trong tháng 11 sắp tới, khi mà có một cuộc điều trần trước Hạ viện của Mỹ, thì Quỳnh nhất định sẽ vận động cho chị Trần Thị Nga nhanh chóng đoạt được có cơ hội đoàn tụ với các con của mình như Quỳnh và những người còn ở lại khác, như và những người mới bị kết án khác, họ phải được tự do như Quỳnh vậy. Và tự do này không chỉ cho những người bị bắt giam, mà nó chắc chắn phải còn là tự do cho tất cả chúng ta, những người Việt thực sự mong muốn nhìn thấy mưu cầu hạnh phúc và mưu cầu tự do như hàng triệu công dân khác ở trên trái đất này. Không thể kể hết được dự định của mình đâu, nhưng mà chắc chắn là Quỳnh sẽ tiếp tục lên tiếng và hỗ trợ cho tất cả mọi người. Một lần nữa, Dân Làm Báo xin chân thành cảm ơn chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã tham gia cuộc phỏng vấn lần này. Xin kính chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe, sớm hòa nhập với cuộc sống mới. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ, Quỳnh cũng xin cảm ơn Dân Làm Báo. Cảm ơn các anh chị đã luôn dành thời gian để và dành hết công sức của mình để vận động, cũng như là đưa hết thông tin trong suốt cái quá trình Quỳnh bị bắt giam cho đến nay. Kính chúc các anh chị nhiều sức khỏe để tiếp tục nỗ lực tranh đấu cho những người khác còn ở lại. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.